Nhìn mặt anh Tiểu vào từ lúc này là tội nghiệp. Đâu? Ôi, hên quá. Chị thông báo mẹ cho tất cả các em. Chắc hẳn các em còn nhớ cỗ xe này đúng không? Đây chính là cỗ xe mà chị đã làm riêng cho bạn Thồn để bạn ấy đi dạo cùng với chị. Chiếc xe này thì khá là nhỏ, cho nên khi bạn Thồn và bạn Thốn của chúng ta ngồi lên thì cảm thấy không thoải mái một tí xíu nào. Vì vậy chị đã hứa với hai bạn ấy là sẽ tạo ra một cỗ xe khác lớn hơn để bạn Thồn, bạn Thốn và bạn Thồn cùng có thể đi dạo với chị luôn. Hôm nay chị sẽ thực hiện lời hứa của mình em ạ. Và đây chính là những nguyên liệu cần thiết để chúng ta có thể làm ra một cỗ xe cực lớn chở ba chú lợn con. Ở bên trong này cũng là những dụng cụ vô cùng cần thiết để tạo nên chiếc xe. Bốn chiếc bánh xe này các em. Chị sẽ làm một chiếc xe bốn bánh. Tiếp theo là những con ốc vít và một sợi dây dù. Đầu tiên thì chị sẽ nhờ anh Tiểu ở Thúi khoan cho chị một vài cái lỗ để chị có thể gắn những chiếc bánh xe này vào trong chiếc sọt. Bốn chiếc bánh xe thì sẽ nằm ở vị trí như thế này. Bây giờ thì chị sẽ đánh dấu để cho anh Tiểu ở Thúi khoan dễ hơn. Sau khi khoan xong thì chị sẽ gắn những con ốc vào. Như thế này đấy. Ở phía dưới thì chị sẽ vặn những bu lông như thế này cho nó chắc chắn. Là sau một hồi hồi hộp thì chị đã hoàn thành xong chiếc siêu xe của các bạn cún. Về cơ bản thì chiếc xe này khá là oách và cũng rất là chắc chắn luôn, bởi vì chị đã vặn rất là chặt những con ốc. Tuy nhiên có một vấn đề, đó là những con ốc nổi lên như thế này các em ạ. Đó, có thể là sẽ làm ba bạn cún của chúng ta đau, cho nên chị đã tìm ra được một giải pháp. Ta-da! Chính là lót đệm vào đây. Êm luôn. Lót cả đệm đằng sau và đệm bên dưới. Bây giờ chị chỉ cần cột dây vào nữa là đi được. Chiếc xe này rất là xịn ở chỗ là nó có thể di chuyển được rất là nhiều hướng. Lùi này, tiến này, sang trái này, sang phải này. Oách đúng không Kim? Bây giờ thì chị sẽ cho nó ra đường và cho các bạn cún ngồi thử. Thồn sẽ được đi trước. Bạn Thồn của chúng ta thì đang lại gửi bánh xe. Thồn ơi Thồn, đi đây. Wow, bạn Thồn rất là thích này game. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Thồn nhé. Bạn Thồn nhảy tưng tưng luôn em ạ. Thồn ơi. À kia rồi, bạn Thồn kia rồi. Thồn ơi Thồn. Cho bạn Thồn lên trước rồi cho bạn Thốn lên sau. Đi thôi. Bạn Thồn nhảy được xuống luôn các em ạ. Bạn Thồn bây giờ đang rất là mãn nguyện. Chị sẽ tăng tốc. Các em thấy bạn Thồn không? Bạn Thồn và bạn Thốn đi đâu rồi nhỉ? Hình như tại chị đi chậm quá cho nên các bạn này chán. Rất là vất vả chị mới có thể đưa ba bạn ấy ngồi lại vào trong xe. Hình như là ba bạn này không thích chiếc xe cho lắm. Nhưng mà chị vẫn thử một lần nữa. Lần này chị sẽ đưa các bạn ấy đi nhẹ nhàng thôi. Bạn Thồn thì đang lim dim con mắt. Thấy máy quay là cười ngay. Nhìn bạn Thồn thì rất là sảng khoái đúng không em? Rất thư giãn. Thốn ơi Thốn, đừng ngồi ngược như thế, tí nữa sẽ say đấy. Ê, bạn Thốn cũng đang cười kìa các em. Ba bạn đã quen hơn với chiếc xe rồi. Bây giờ chị sẽ cua đầu xe và quay ngược trở về nhà.
Wow, chiếc xe này cua đầu rất là dễ luôn các em ạ. Các em thấy ba bạn ngồi có ngoan hay không? Chị sẽ tăng tốc nhé các em. Kéo chị như vậy. Nãy đến giờ kéo ba bạn ấy mệt quá. Nếu mà ba bạn ấy biết kéo chị thì tốt biết mấy. Đằng xa kia thì có một bạn cún, trông bạn ấy thì có vẻ rất là tội nghiệp. Đó, bạn ấy đang đòi ra chơi đấy các em ạ. Bạn ấy không có một chiếc xe oách như bạn Thộn, bạn Thốn và bạn Thồn nên bạn ấy khá là buồn. Còn ba bạn này có xe oách nhưng mà lại không biết đường chơi, cứ đòi nhảy xuống liên tục. Bây giờ thì chị đã cột chiếc siêu xe của bạn Thộn vào trong chiếc siêu xe của chị sẽ kéo bạn ấy đi. Ok, ngồi im nhá. Rồi, ok, đi được rồi. À, chiếc xe này rất là oách kim ạ. À, Thộn đã nhảy xuống rồi, Thộn lên đây. Thộn lên đây, bạn Thộn thì muốn lên chiếc siêu xe của chị cơ. Thốn lên đây, lên đây. Ok, lên đây. Rồi. Thốn thật là khôn em ạ. Sau khi Thốn lên thì chị đã không thể nào đi được nữa. Xe đi rất là chậm. Bởi vì bạn Thốn quá là nặng. Thốn ơi, Thốn nặng quá. Thốn xuống đi nha Thốn nhá. Thốn nặng quá em ạ. Đó, xe đã đi nhanh hơn rồi. Hình như là xe vẫn đi chậm như vậy. Bây giờ thì nó đã đi rề rề. Tại bạn Thộn cũng nặng mà các em. Chiếc xe này thì chỉ có thể chứa được 50kg. Tuy nhiên bạn Thộn của chúng ta đã hơn 15kg. À, bạn Thộn thì hơn 12kg. Chị 40kg, 45kg nữa. Tổng cộng là hơn 50kg rồi. Thộn ơi, chiếc xe này sau khi kéo ba bạn ấy thì đi rất là chậm. Các em nhìn này, chậm hơn là chị đi bộ nữa. Nhưng mà như thế này thì chị sẽ đỡ mệt. Chứ lúc nãy chị kéo ba bạn ấy nặng làm chị mệt ơi là mệt luôn. Như thế này thì chị sẽ ngồi thư giãn được, thậm chí còn uống được cả nước ngọt, cà phê chứ xe. Thộn không được nhảy xuống như vậy nhá. Bạn Thộn của chúng ta thì rất là biết nghe lời rồi các em ạ. Thộn ơi, ai nhìn chị ngồi trên chiếc xe này cũng cười hết các em ạ. Thộn ơi, bạn Thộn thì thấy đi chậm quá không thể nào chịu được, chạy xuống để chứng tỏ một điều, đó là Thộn có thể đi nhanh hơn siêu xe. Chị sẽ tắt máy đi và khởi động lại xem là có đi nhanh hơn hay không. Có vẻ như chiếc xe này đã hết sạch điện rồi các em ạ. Nó cần được sạc thêm. Bây giờ thì nó đã không đi. Oh, vẫn đi được một tí xíu nữa. Thôi, không thể nào đi được nữa rồi các em ạ. Hết sạch điện. Ôi, chị phải xuống và kéo thêm cả chiếc xe và ba bạn cún. Chị thật là khổ quá đi. Đó, lúc nãy thì chỉ có kéo ba bạn cún thôi. Bây giờ kéo cả xe cả cún. À, đi về thôi. Sau một hồi thấy chị khá là vất vả khi kéo ba bạn Thộn, Thốn và Thồn, anh Tiểu quyết định là thưởng cho chị bằng cách kéo chị đi game ạ. À, tôi đã lên xe rồi, kéo đi thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhìn, nhìn, nhìn. Nặng gì mà nặng. Chị mới có 10kg thôi game ạ. Ui, ui, nhanh nữa lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên.
tội nghiệp. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em lần sau. Bye bye, chị về nhá. Ê, lên xe, lên không? Em ngồi không?